Khó tin, một nhà ga dùng nhiệt tỏa ra từ cơ thể hành khách để làm năng lượng sưởi ấm cả tòa nhà. Hơn 250.000 hành khách đi qua ga trung tâm Stockholm mỗi ngày, không hề biết thân nhiệt của họ đang được khai thác để lấy năng lượng. Các hành khách tự do đi lại và càng di chuyển nhiều, năng lượng mà họ sản xuất càng nhiều. Được biết, phương pháp sử dụng thân nhiệt để sưởi ấm một tòa nhà được áp dụng nhiều ở những nước như Thụy Điển, nơi giá điện vô cùng đắt đỏ và nhiệt độ mùa đông thì lại rất thấp. Gần như các tòa nhà đông đúc như trung tâm mua sắm hay rạp chiếu phim đều làm vậy vào mùa đông để giảm chi phí sưởi. Tuy nhiên, đối với ga Stockholm có một chút khác biệt. Các kỹ sư đã tìm ra cách chuyển phần năng lượng dư thừa sang một tòa nhà khác trong khu từ năm 2017. Nguyên lý hoạt động của hệ thống ở ga trung tâm Stockholm như sau. Thiết bị trao đổi nhiệt được lắp đặt trong hệ thống thông gió của ga sẽ có nhiệm vụ hấp thụ thân nhiệt dư thừa tỏa ra từ những hành khách di chuyển trong nhà ga, rồi dùng nhiệt lượng đó để làm ấm nước trong bể chứa dưới lòng đất. Nước sau khi đã làm ấm sẽ được bơm tới một tòa nhà 13 tầng ở cách đó hơn 30 mét để phục vụ cho hệ thống sưởi chính. Tưởng chừng chỉ là con số ít ỏi, nhưng thật ngạc nhiên, hệ thống này giúp tiết kiệm đến 1/4 chi phí điện của tòa nhà. Tại ga tàu điện ngầm Rambuteur ở Paris, một hệ thống tương tự cũng được lắp đặt để sưởi ấm cho căn hộ ngay phía trên ga tàu. Các dự án khác cũng được triển khai ở Phần Lan và Áo. Trung tâm thương mại Mall of America ở Minnesota, Mỹ cũng sử dụng thân nhiệt của người đi mua sắm để hỗ trợ hệ thống sưởi vào mùa đông. Tuy nhiên, phương pháp này có một số hạn chế là các tòa nhà phải nằm gần nhau, nếu không nhiệt lượng sẽ bị thất thoát, nếu cần bơm qua khoảng cách xa, khiến lượng nhiệt thu vào rất ít. Vì vậy, nó chỉ thích hợp với những nước có giá điện cao mới đáng để đầu tư một hệ thống tốn kém như vậy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tin Ba Phút Bí Ẩn là một kênh thuộc hệ thống của Tin Ba Phút chuyên về các chủ đề bí ẩn tâm linh. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm các clip ly kỳ hấp dẫn mỗi ngày.